Trên 1.5 tỷ đồng cho một chiếc đồng hồ. Wow. Có gì vậy? Bơi gì vậy? Đẹp quá. Chưa thấy, mới nói rồi mình biết đẹp. Em nói rồi. Hay là em nghe cái giá tiền thấy đẹp? Đúng rồi, không em nhìn không? Ừ, ủa nhìn nào? Nó. Thấy hả? Dạ. Ok. Đây là một chiếc đồng hồ chính hãng nổi tiếng bậc nhất hiện nay trên thế giới, đến từ đất nước Thụy Sĩ, đó chính là Patek Philippe. Cái nào dành cho nữ. Cho nữ. Chính xác. Đây là chiếc đồng hồ dành cho quý cô. Và giá trị của đồng hồ này hiện tại là trên 1.5 tỷ đồng. Chất liệu này bằng gì em biết không? Dạ bằng vàng. Em biết bằng gì không? Dạ vàng 18K. Vàng nguyên khối AU750 chính hãng của hãng Patek Philippe. Toàn bộ thân vỏ này là vàng hết, kể cả phần khóa này. Nói chung là màu vàng này là vàng auto, là vàng nguyên khối AU750 chính hãng của hãng Patek Philippe này. Và trên này có đến 48 viên kim cương hộp tròn thiên nhiên tuyển chọn của chính hãng Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này có mã số là 5269. Thường thì nữ thích nhanh gọn lẹ hơn, nên là ít có thích sự cầu kỳ. Vì vậy mới có những cái phiên bản là máy pin hoặc là máy auto. Thì đây là chiếc đồng hồ máy pin. Và máy pin thì đơn giản, khi mà mình đeo, không thích đeo mình cắt. Thì đây là mẫu đồng hồ sẽ khiến cho tất cả chị em quý cô yêu và thích. Với phần dây đeo cũng đẹp nữa, mà giá trị nữa. Bởi vì đây là chất liệu cao su đặc biệt của hãng Patek Philippe, đeo vào êm tay và không quá nặng, sẽ phù hợp cho hầu như đại đa số tất cả chị em quý cô. Và bây giờ anh mời em, anh mượn bàn tay của em sẽ đeo thử nha. Đeo rất đơn giản, ở phần dây đeo thì sẽ có hai phần đầu khóa, mình gài lại như thế này là xong. Em thấy như thế nào? Em thấy thì với cái màu trắng của dây kết hợp với màu vàng và những viên kim cương lấp lánh trên mặt bên dầu, thì đây là một cái phiên bản đồng hồ thích hợp với cái cổ tay của phụ nữ. Nó tạo nên vẻ sang trọng ở bất kỳ môi trường nào mà chị em phụ nữ đi tới. Nó không phải là một chiếc đồng hồ về thời trang nữa em à, mà nó là một cái giá trị tài sản nữa. Cái đây là một cái sở thích. Khi một khi nó không đeo đồng hồ thì thôi, mà đeo rồi thì sẽ bị ghiền. Và chắc chắn chị em sẽ có những bộ sưu tập về đồng hồ của mình để mình thay phiên nữa. Thì mẫu đồng hồ này thì dây hiện tại là bản màu trắng, sẽ có những màu khác nữa. Thì màu nào thì sẽ cái mặt Dio sẽ kết hợp chung đồng nhất về màu đó. Ví dụ như em hợp màu trắng, thích màu trắng, hoặc em không thích màu trắng, em thích chơi màu xanh, em chọn màu khác. Thì để mà phù hợp thì hãy liên hệ với Kỳ Lân, Kỳ Lân sẽ tư vấn những màu phù hợp nhất với tất cả quý khách. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc đồng hồ Patek Philippe chính hãng trên 1.5 tỷ kết hợp với một chiếc nhẫn đeo cặp với đồng hồ đến đây sẽ được kết thúc. Mọi thông tin chi tiết Kỳ Lân xin mời quý khách truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm mới nhất mà Kỳ Lân luôn update cập nhật thường xuyên trên đó. Hoặc là quý khách gọi trực tiếp vào hotline cũng là số Zalo 0901 247 247. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu nào mà quý khách yêu cầu. Thân ái cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm, đã xem video của Kỳ Lân, và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.